Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú xin trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú vừa về một số đàn organ keyboard, đàn rất là đẹp. Hôm nay cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú vừa mới nhập về 5 cây đàn Yamaha VXR-X770, 4 cây màu truyền thống, 1 cây màu đỏ, X770 màu đỏ ha. Đó, mọi người thấy ha, 1 cây màu đỏ. Và 4 cây còn lại là màu truyền thống, màu của X770. Đây là cây X770 còn dán keo, cạnh góc nguyên zin. Quý khách hồi nãy nhìn nghe nhạc rồi đó. Rồi, 4 cây, đây là 2 cây nè. Cây trên này cũng dán keo, cây này cũng đẹp nguyên zin. Và tiếp tục trên cũng là 770 nữa. Như vậy là quý vị các bạn thấy rằng ở bên này là 3 cây đúng không? 3 cây chứ. Ba tổng là đang có 4 cây X770. 1 cây màu đỏ ha, đây là cây màu đỏ. X770 màu đỏ nè. Rồi bên này là 3 cây màu truyền thống. Đó, 2 cây dán keo, 1 cây không dán keo ha. Đây là 2 cây X770 nguyên zin, cạnh góc nguyên zin, máy móc nguyên zin, chất lượng là rất là ok. Đó. Rồi trên này có cây nè, cây này là không dán keo, cạnh góc nguyên zin, đàn rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang có 4 cây đàn Yamaha VXR-X770. Ai chưa thấy X770 thì mình nhìn rõ một tí ha. Đây là cây dán keo. Đó, thấy chưa? Đây cây dán keo. Cây thứ hai. Thấy X770 chưa? Đó. Rồi. Đây cây thứ ba, cây này không dán keo. Quý vị nhìn ha, thấy 770. 4 cây. Đó. Như vậy thì mình nhìn thấy ở trong video là có đây là nguyên hàng là 3 cây. 3 cây X770 màu truyền thống. Và đây là có 1 cây X770 màu đỏ. Trên này có cây 1 cây X970 màu đỏ nữa quý khách nha. Ha. X970 màu đỏ. Vậy thì mình đang có cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về 4 cây đàn X770, 3 cây màu truyền thống và 1 cây màu đỏ. Bên cạnh đó thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng đang có 1 cây X970 màu đỏ, 4 cây X770, 1 cây X950, 1 cây X970 màu đỏ. Rất là đẹp. Cửa hàng Thiên Phú cam kết là bán 4 cây X770 này với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cam kết là bán đàn đẹp, máy móc nguyên zin. Cây này 770 này thì cây này là sơn lại màu đỏ. Còn cây này thì cái màu của nó màu zin, màu truyền thống. Đây là X770 màu truyền thống màu đỏ, nước sơn zin. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán 4 cây X770 này với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn X770 với các loại nhạc cụ khác, cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất thành phố Hồ Chí Minh. 4 cây. Xin nhắc lại, đó là cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú bán 4 cây đàn X770 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn X770 với các loại nhạc cụ khác, trao đổi với giá hợp lý nhất. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú bán đàn X770 tặng chân đôi xịn, bâu da dày đặc biệt, USB đầy đủ xâm lơ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Đặc biệt là khi bán X770 thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt xâm lơ, xâm bồ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Chào quý khách. Khi quý khách ở xa đến, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ hỗ trợ giảm giá tiền xăng cho quý khách đi lại, tiền ăn uống dọc đường.
đó là 1 triệu, từ 500 cho đến 1 triệu à, tùy cái quãng đường xa hoặc là gần. À, cảm ơn quý khách. À, ai muốn mua đàn X770 thì cứ liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú à, rất là mong muốn được phục vụ quý khách, bán đàn tận tâm, chăm sóc khách hàng tận tụy, bảo hành tận tâm. Rồi, cửa hàng Thiên Phú vừa mới nhập về cây đàn Yamaha VXR-X750. Đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp giống như mới vừa khui thùng. Đó, nguyên zin. À, máy móc nguyên zin. Tất cả là đàn 770, à, 750, cận gốc à, nguyên zin, không nứt bể, không sơn tút với khách nhé. Rất đẹp. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn 750 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn X750 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam. À, nhạc cụ Thiên Phú tặng chăn bao da dày đặc biệt USB đầy đủ dữ liệu, đặc biệt là cây X750 này cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ sâm bồ mới nhất, hay nhất, vip nhất vào đàn. À, đàn được 750 và 770. Cửa hàng nhạc cụ bảo hành từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng tùy từng sản phẩm quý khách nha. Rồi, cảm ơn quý khách. À, X750 rất đẹp mọi người nha. À, ai muốn mua sản phẩm nào thì có thể kết bạn vào Zalo. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ quay video Zalo trực tiếp cho quý vị, cho quý vị xem. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới nhập về cây A2000. Đàn này là sử dụng chung sampler của X750, X950. À, A2000 rất là đẹp. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn A2000 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. À, nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt những bộ sampler mới nhất, hay nhất, vip nhất vào đàn A2000. À, dữ liệu của nó được dùng như là 750 và 950 dùng chung ha. A2000 rất là đẳng cấp, có sampler sample rất là vip. À, khi quý khách đến mua đàn, à, nhạc cụ Thiên Phú sẽ tặng cho quý khách chăn đôi đặc biệt, bao da dày đặc biệt USB đầy đủ dữ liệu đó. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng mới vừa nhập về cây X970, đàn màu đỏ rất là đẹp, đàn máy móc nguyên zin. À, rất là đẹp, máy móc nguyên zin. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn Yamaha VXR-X970 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, cam kết là bán với giá rẻ nhất. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn Yamaha VXR-X970 với các loại nhạc cụ khác, cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, xin nhắc lại, đó là cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có 2 cây màu đỏ. À, một cây đó là 770, một cây 970. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn X770 màu đỏ và X970 màu đỏ với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn X970 với lại X770 màu đỏ này, à, trao đổi với các loại nhạc cụ khác, cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ hàng nhập của Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ sampler sample mới nhất, dữ liệu hay nhất, vip nhất cho đàn X770 và 970 màu đỏ này. À, khi đến mua, anh chị em được hỗ trợ tiền xe từ 500 cho đến 1 triệu tùy quãng đường xa gần. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã khi mua đàn thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ tặng chăn đôi bao da dày đặc biệt. Chăn đôi và tặng thêm USB đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, vip nhất. Cảm ơn quý khách đã xem tin. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú hôm nay mới vừa nhập về 2 cây đàn X950. Đàn rất là đẹp. À, quý khách mua thì cứ liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. À, X950 này cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ sampler dữ liệu, sampler sample dữ liệu mới nhất, hay nhất, à, cho đàn X950. À, đàn cạnh góc nguyên zin, máy móc nguyên zin. À, các nút bấm cực kỳ nhạy,
Đó, đàn HK S950 này, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ xâm la xâm đồ xâm bồ mới nhất, hay nhất vào đàn S950 này. Khi quý khách ở xa đến, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ hỗ trợ cho quý khách từ 500 cho đến 1 triệu tùy quãng đường xa gần quý khách đi. Đặc biệt là khi đến mua đàn S950, quý khách được tặng cho chân đôi bao da dày đặc biệt USB đầy đủ xâm lơ xâm bồ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Cảm ơn quý khách. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn S950 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn S950 với các loại nhạc cụ khác. Rồi, đàn S950, S770, S970, S750, vân vân. Tất cả là nhạc cụ Thiên Phú sẽ bán bảo hành từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng tùy từng sản phẩm. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về một cái co PA 600, đàn siêu đẹp, đàn rất là đẹp, âm thanh cực kỳ hay, máy móc nguyên zin, đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp giống như mới 99%. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài bộ set dữ liệu mới nhất, hay nhất vào đàn co PA 600. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết bán đàn co PA 600 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn co PA cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn co PA 600 với các loại nhạc cụ khác. Cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi bán đàn co PA 600, Yamaha S770, S970, S950, S750, Yamaha A2000, cam kết là bảo hành từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng, tặng đầy đủ chân, bao da, USB, đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ok. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú vừa mới nhập về một cây S710, đàn siêu đẹp, âm thanh siêu hay, siêu bền, 710, S710 rất là hay. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu cho đàn S710. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn S710 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Bài đăng rất đẹp. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Khi quý khách đến mua đàn S710, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ hỗ trợ giảm giá, giảm cho quý khách từ 500 cho đến 1 triệu tùy quãng đường xa gần. Khi quý khách đến mua thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ mời quý khách đi ăn, đi uống, uống cà phê, nói chuyện cho vui. Và đặc biệt là mua 710, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú tặng cho quý khách chân đôi bao da dày đặc biệt và USB đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về cây S910. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn Yamaha S950 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cây S910 này siêu hay, siêu đẹp, siêu bền, siêu chất lượng, máy móc nguyên zin, các nút bấm siêu nhạy, S710 cũng y như thế, các nút bấm siêu hay, siêu bền, các nút bấm siêu nhạy, màn hình sáng rực rỡ. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn S910 này với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi quý khách đến mua đàn, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ giảm giá cho quý khách từ 500 cho đến 1 triệu tùy theo quãng đường xa gần. Đặc biệt là S910 này, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu. Đặc biệt tiếp theo đó là tặng chân đôi bao da dày đặc biệt, USB đầy đủ xâm lời dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. S910 và S710 này khi quý khách đến mua, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ bảo hành cho quý khách từ 6 tháng, từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng tùy từng sản phẩm. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhập về hai cây đàn A2000, một cây màu trắng và một cây màu đỏ. Quý khách thấy không? Một cây là màu đỏ, cây màu là màu cam,
cam không màu đỏ, màu này màu rực rỡ, nó cho thẳng, nó cho hay, đó là màu rực rỡ. Còn cây A2000 này là màu bạc, màu trắng. Hai cái A2000 này, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là máy móc nguyên zin. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có bán hai cây A2000 này với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú tặng cho chăn đôi bao da dài đặc biệt, USB đầy đủ sampler dữ liệu. Đặc biệt là A2000 cài chung dữ liệu sampler với S750, 950 sampler sample cực kỳ hay. Khi quý khách đến mua A2000, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ tặng cho quý khách những bộ dữ liệu tặng chăn đôi, bao da dài đặc biệt, USB, bao da dài USB chăn đôi. Khi quý khách mua đàn A2000 thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ bảo hành cho quý khách từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng. Đặc biệt đó là khi quý khách mua A2000 thì sẽ mua được với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như quý khách có đàn muốn đổi đàn A2000 thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng sẽ nhận trao đổi với giá hợp lý nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhập về cây Yamaha VSR2000. Cây này đã có cổng USB rồi mọi người nhé. Cây này đã lên USB, đã cài đặt được đầy đủ dữ liệu, đi show chuyên nghiệp. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang bán cây này với giá là 5 triệu. Với giá 5 triệu. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn A2000 đã lên USB với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Cây này là siêu bền, các nốt bấm siêu nhạy, mọi thứ, mọi chức năng hoàn hảo 100%. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang có cây đàn piano Panasonic V20. Cây này không khác gì cây piano cơ, không khác gì cây piano cơ, âm thanh cực kỳ hay, rất là đẳng cấp. Cây piano này cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang bán với giá là 3 triệu. Đàn đẹp nguyên zin, bảo hành cho quý khách 1 tháng. Rồi mời quý khách nghe nhạc để tôi sẽ chuẩn bị những cái nói tiếp theo. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú còn bán đàn mới như là đàn Yamaha VSR XX900, Yamaha VSR XX700 và đàn Yamaha VSR A5000 đang chuẩn bị về. Đàn mới nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn A5000 và XX900, XX700 với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài đàn Yamaha ra thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang có đàn co như là co VA600 mới, VA700 mới và VA1000 mới. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng đang bán với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Co VA600 mới nguyên thùng á, bảo hành chính hãng nhạc Việt quý khách nha. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách nghe một số điện thoại của cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có 6 số điện thoại. Số thứ nhất đó là 0708027037. Số thứ hai đó là 0937870914. Số thứ ba đó là 0966217483.
bây giờ đọc nhiều số quá thì nó rất là mệt, hồi nãy giờ mình đọc nhiều rồi. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ có cơ hội tư vấn tận tâm, chăm sóc khách hàng tận tụy và bán hàng cho khách hàng tận tình. Đó là mời quý khách kết bạn vào Zalo với các số điện thoại như sau. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú sẽ đọc 3 số. Số thứ nhất đó là 0708027037. Số thứ hai đó là 0937870914. Số thứ ba đó là 0962393497. Hoặc là dưới YouTube này nó cũng có, quý vị bấm vào cái dấu mũi tên, nó có ở dưới YouTube bên góc phải thì có cái bấm vào dưới YouTube á, thì nó có một cái mũi tên nhỏ nhỏ, hoặc là nó có cái chữ là hiển thị thêm thông tin. Quý khách bấm vào thì nó sẽ có những trang website của cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú, như là trang đào tạo nhạc công .com, trang nhạc cụ Thiên Phú .com và trang nhạc cụ Phúc Đức .com. À, có 3 trang, 6 trang là nhưng mà đọc 3 trang thôi. À, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú ở địa chỉ đó là số 26 đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. À, quý khách mà ai mà ở gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc A thì sẽ biết cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Nếu như mà nó cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú nó cũng gần hai khu vực, ba khu vực, đó là nó sát bên, nó rất là gần bến xe An Sương. Ngay xã Vĩnh Lộc A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc A thì nó rất là gần ngay bến xe An Sương. Ai mà không biết cửa hàng nhà cậu Thiên Phú ở đâu thì cứ đến ngay bến xe An Sương, cửa hàng nhà cậu Thiên Phú sẽ cho người ra đón quý khách, hoặc là quý khách đến ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, hoặc là quý khách đến ngay ngã ba dòng ở chỗ Hóc Môn, đường Phan Văn Hớn có cái ngã ba dòng rồi. Cửa hàng nhà cụ Thiên Phú là địa chỉ chính xác của nó là số 26 đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý khách kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho trung tâm nhà cụ Thiên Phú. Cửa hàng nhà cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn với giá rẻ, cạnh tranh nhất nhì thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên bán cho anh em nhạc công, anh em thương lái và cho tất cả mọi người mới bắt đầu học đàn. Cam kết là năm mới 2021 tri ân khách hàng, cam kết là bán với giá rẻ, cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam. Đặc biệt là mỗi sản phẩm được tặng cho chân đôi bao da dày đặc biệt USB, và ngoài đàn organ keyboard này thì có đàn guitar rồi nữa. Rồi ngoài đàn keyboard organ cũ thì có đàn keyboard organ mới, vân vân. Cảm ơn quý khách đã xem video YouTube này. Mời quý khách đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Mời quý khách đến mua đàn để cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có cơ hội giảm giá cho quý khách, và đặc biệt là tri ân khách hàng. Mỗi cây giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu, hỗ trợ quý khách đi lại đường xá xa xôi, ăn uống dọc đường, vân vân. Cảm ơn quý khách đã xem video. Xin mời quý khách đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo, và có cơ hội sở hữu cho mình những cái đàn ưng ý, chất lượng với giá rẻ nhất, quý khách có đàn ở nhà mà không muốn sử dụng á, muốn trao đổi thì cứ đem mang đến cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là trao đổi với giá hợp lý, bán đàn với giá rẻ, bảo hành cho quý khách lâu dài, tặng cho quý khách đầy đủ. Ngoài bảo hành ra thì còn bảo trì trọn đời cho quý khách. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.